Hello mọi người, hôm nay hẹn với mọi người là 14 giờ chúng ta gặp nhau đúng không ạ? Và hôm nay là buổi đầu tiên mình chia sẻ về cách xây dựng uy tín trên trang cá nhân. Xin chào mọi người, chào mọi người. Có lẽ rằng là đối với rất là nhiều người thì chào Nguyễn Phượng nha. Đối với rất là nhiều người thì có lẽ là chúng ta đã quá quen thuộc với công việc kinh doanh online. Chị Hồng ơi, đợi em live stream 20 phút em đi sang nhá. Đợi em live stream 20 phút nha. Đối với rất là nhiều người thì chúng ta đã quá quen thuộc với công việc kinh doanh online rồi. Nhưng cũng có rất là nhiều người khác thì đang vào giai đoạn đầu của việc kinh doanh online. Và mọi người vẫn đang rất là bỡ ngỡ và công việc online nó rất là mới mẻ. Đấy, xin lỗi mọi người bởi vì là giọng em nó hơi bị mất tiếng một tí. Đấy, hôm nay định không live stream nhưng mà quyết định là live stream chia sẻ với mọi người bởi vì là dạo này là rất là nhiều những bà mẹ bỉm sữa inbox cho Oanh và muốn Oanh đào tạo về kỹ năng kinh doanh online, thì hôm nay Oanh chia sẻ lên đây thì hy vọng rằng là các mẹ sẽ vào đây nghe được những cái cơ bản nhất về profile cá nhân. Chào Dung Thùy nha, hello em, dạo này khỏe không em, sắp sinh chưa Dung ơi? Đấy, thì việc đầu tiên là khi mà chúng ta kinh doanh trên Facebook ấy, chúng ta kinh doanh online thì chúng ta phải xác định rằng là chúng ta đang bán uy tín. Chúng ta đang bán uy tín, bán thương hiệu, bán giá trị, bán lợi ích của sản phẩm và bán hàng, chính là bản thân. Bản thân không phải đây là nghĩa theo nghĩa đen nghĩa bóng, mà chúng ta bán thân bằng cách là chúng ta thường xuyên xuất hiện trên Facebook. Chúng ta thường xuyên xuất hiện trên Facebook. Có rất là nhiều người bán hàng thì chúng ta không, tức là khách hàng không biết mặt của chúng ta là ai, thì nói thẳng ra là chúng ta, chào bên Tây nha, chúng ta không thể mua hàng từ một người lạ được đúng không ạ? Và chúng ta cũng không thể mua hàng từ một người mà chúng ta không biết mặt. Đấy, dù cho là bạn bè của mình đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy mặt họ thì chắc chắn chúng ta cũng không có niềm tin cao bằng việc chúng ta nhìn thấy họ hàng ngày trên Facebook đúng không ạ? Khi mà thông thường ấy, nhiều khi khách hàng của chúng ta mua hàng rất là theo cảm xúc luôn, mua hàng từ những người xinh gái chẳng hạn đấy, hoặc mua hàng từ những người nói hay, hoặc mua hàng từ những người năng lượng, có năng lượng tích cực, hoặc những người sống tích cực, hoặc những người có một cái tầm ảnh hưởng nào đấy, thì họ sẽ có khả năng, họ sẽ có một cái cảm giác là họ khoái hơn là mua hàng từ những người họ không biết gì đấy. Để mà xây dựng được uy tín trên trang cá nhân thì ngày hôm nay Oanh sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng uy tín trên profile cá nhân. Profile cá nhân là gì ạ? Profile cá nhân chính là cái trang cá nhân thể hiện về cái lĩnh vực, thể hiện về cuộc sống, cuộc đời của các bạn trên Facebook, đúng không? Thể hiện cuộc đời của các bạn trên Facebook. Việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là cần phải, việc đầu tiên để chúng ta kinh doanh online, để khách hàng biết đến chúng ta, đó là chúng ta phải có một chào lấm lún nha. Là các bạn phải để cho khách hàng biết rằng chúng ta đang làm ngành nghề gì và chúng ta đang làm trong lĩnh vực nào. Chúng ta có là một chuyên gia hay không phụ thuộc vào cái trang cá nhân của các bạn rất là nhiều. Thế nên là càng ngày làm sao vì sao mà càng ngày càng rất là nhiều hot face. Và các hot face thì thực ra không cần phải kinh doanh online. Các hot face chỉ cần có một... các hot face họ chỉ cần có một lượng fan đông đảo bằng cách là họ có những bài viết hay, hay họ là những người giai xinh gái đẹp. Chào chị Nguyễn Thị Lan nha, họ là những người giai xinh gái đẹp, hoặc họ là một người có đời sống tích cực. Chào Phan Thị Thương, chào Phan Thị Hương nha. Mọi người đang xem live stream hãy chấm chào Vũ Violet. Mọi người đang xem live stream, mọi người hãy để lại một dấu chấm tương tác với anh nhé. Chúng ta live stream, chúng ta chia sẻ, chúng ta hãy, đây là cơ hội để chúng ta có thể tương tác với nhau. Việc đầu tiên chúng ta cần làm để xây dựng được profile cá nhân đó chính là có một cái ảnh bìa đại diện, một cái ảnh bìa thần thái, sáng, rõ nét, thể hiện được rõ lĩnh vực kinh doanh online của chúng ta, thể hiện rõ ngành nghề của chúng ta. Và nếu như có ảnh của đội nhóm của các bạn thì hãy để nó làm ảnh bìa. Đó, điều đó sẽ kích thích cái mắt, kích thích não bộ của khách hàng đến với các bạn rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có một cái ảnh đại diện đẹp và thần thái. Chúng ta phải có một cái ảnh đại diện đẹp và thần thái. Ảnh đại diện đẹp là ảnh đại diện làm sao ạ? Có con mắt bằng 1/3 bức ảnh. Có con mắt bằng 1/3 bức ảnh. Và ảnh đại diện của chúng ta phải là ảnh của bản thân chúng ta.
ảnh chỉ có một mình thôi, và đặc biệt là con mắt phải bằng 1/3 bức ảnh. Đấy, ngày hôm nay mình chia sẻ rất là nhanh nên các mẹ, đây là cách rất là nhanh để các bạn có thể xây dựng được uy tín trên trang cá nhân. Mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái bìa của quyển sách. Còn bên trong nội dung của cuốn sách thì các bạn sẽ là người thực hiện. Các bạn sẽ là người thực hiện nội dung của cuốn sách. Mình giúp các bạn thiết kế cái ảnh bìa của cuốn sách làm sao cho tuyệt vời, làm sao cho đẹp, uy tín, làm sao cho các bạn bán hàng dễ dàng nhất thì thôi. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta ở phần chỉnh sửa chi tiết thì chúng ta đang làm việc cho công ty nào, chúng ta đến từ đâu, chúng ta sống ở đâu và chúng ta đã từng học trường trung học nào, trường đại học nào. Đấy, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường đại học nào, và chúng ta đã từng làm việc ở những nơi nào. Đấy, chúng thể hiện rõ cái quá khứ của các bạn gần đây nhất, và những cái quá khứ đó ví dụ như chúng ta có thể làm ở chúng ta có một số bạn thì làm thạc sĩ tiến sĩ này, thì riêng cái về cái vấn đề cái chữ thạc sĩ tiến sĩ nó đã đánh giá cái uy tín của các bạn rất là cao. Hoặc là các bạn có thể làm một chuyên gia ở cái phần nội dung chi tiết mà ở dưới bên dưới cái tên của các bạn ấy, nó sẽ có một cái phần đó là ghi chú về cuộc đời bạn. Thì cái ghi chú đó chúng ta sẽ để cái gì ạ? Để những câu danh ngôn mà các bạn ưng ý, tâm đắc nhất, hoặc là đó sẽ là mục tiêu của các bạn, hoặc các bạn sẽ là một chuyên gia trong lĩnh vực nào đấy. Ví dụ giống như anh thì mình sẽ là người chia sẻ và mình là chuyên gia trong lĩnh vực là chuyên gia trong lĩnh vực về cái chuyện chia sẻ về chuyện tình cảm. Bởi vì là mình cũng cảm thấy là bởi mình để cái câu đấy bởi vì mình giúp đỡ được rất là nhiều các bạn, các bà mẹ bỉm sữa khi mà các mẹ chào anh Ninh Đăng Cao nha. Bởi vì là mình cảm thấy mình là một chuyên gia trong lĩnh vực tình cảm, bởi vì là mình giúp đỡ được rất là nhiều các bạn đại lý, và khi các bạn đến với mình thì các bạn có rất là nhiều trở ngại về vấn đề gia đình và việc vợ chồng của các bạn cũng không được êm ấm, không được hạnh phúc cho lắm. Em là giảng viên này, em đang giảng viên đây à? Không, em chưa phải là giảng viên, nhưng mà em sẽ cố gắng em sẽ cố gắng là một giảng viên trong tương lai. Và khi mà em dạy được cho mọi người và mọi người có thể làm, mọi người có thể hiểu được những gì em nói thì đó, chào chị Ngọc Trinh nha. Đấy, thì đó đã là một cái, thì em đã có thể coi là mọi người, trong lòng mọi người thì cũng có thể coi là một giảng viên được rồi. Đấy, chào anh Tuấn nha. Đang nói là các bạn là mình để mình là một chuyên gia bởi vì mình đã giúp đỡ được rất là nhiều người giải quyết được vấn đề gia đình. Rất là nhiều người, hay là em chào chị Nguyễn Thị Thoa nha, rất là nhiều bà mẹ khi mà đến với mình ấy trong tình trạng là chồng bỏ, gia đình chồng sỉ nhục, rồi là mọi người xung quanh ngăn cấm về cái việc bán hàng online, mọi người nói là bán hàng là đa cấp, đúng, chính xác thì là bán hàng chính là tất cả chúng ta bán hàng đều là hình thức đa cấp. Nhưng đa cấp thì thực ra là đa cấp là một cái hình thức phương Tây và hoạt động rất là hiệu quả. Hoạt động cái hình thức đa cấp của phương Tây này rất là hiệu quả, và thực ra là nó chỉ biến thái khi nó về đến Việt Nam. Dạ chị Thoa ơi, hôm nay livestream chia sẻ với mọi người về cách xây dựng profile cá nhân, bởi vì dạo này là em thấy rất là nhiều mọi người nhắn tin với em, bởi vì là mọi người nói rằng là mọi người không bán được hàng. Chào Hải Con nha. Mọi người nói là mọi người không bán được hàng, thì khi mà em xem qua cái trang cá nhân của mọi người ấy thì cái trang cá nhân của mọi người nó không có một cái gì ấn tượng cả, đặc biệt là cái ảnh đại diện của mọi người để luôn ảnh con của mọi người. Đấy, mọi người để luôn ảnh con của mọi người làm ảnh đại diện luôn, đúng không ạ? Chúng ta bán hàng thì chúng ta đâu có bán được hàng, đúng không? Trẻ con thì nó không muôn hình muôn vẻ, và trẻ con nó đa số rất là giống nhau. Ngay cả cái tên trên Facebook các bạn cũng có thể trùng lặp được, thì con các bạn cũng có cái hình giống na ná nhau là bình thường. Nên là khách hàng sẽ có rất là nhiều sự nhầm lẫn. Nên là tốt nhất là chúng ta hãy để ảnh thật. Bán hàng thì chúng ta chắc chắn là phải để ảnh thật, phải để ảnh của bản thân mình, bởi vì chúng ta đang bán cái uy tín và thương hiệu của chính bản thân chúng ta xây dựng lên. Và Facebook là một cái kênh quảng bá thương hiệu rất là nhanh, nhạy và tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho mọi người. Nên là cái việc xây dựng uy tín trên trang cá nhân nó vô cùng là đơn giản và rất là cần thiết.
đối với các mẹ đang kinh doanh online. Nên là các mẹ đừng hỏi tại sao mà oanh bán hàng nhiều, mà nhiều khi em không cần, nhiều người bảo ô sao chị không thấy chị đang bán cái gì ở trên Facebook mà tại sao chị vẫn có hàng đi. Vâng, thì đấy chính là cách mà chúng ta xây dựng uy tín trên trang cá nhân. Khi mà chúng ta, cái mặt của chúng ta ngày nào cũng đập ở trên Facebook rồi, mà chúng ta bán hàng nhiều, chúng ta hiếp dâm khách hàng sẽ ghét chúng ta và khách hàng sẽ unfollow, các khách hàng sẽ unfriend các bạn. Chúng ta sẽ mất khách hàng tiềm năng. Chào anh Hiếu nha. Đấy, nhưng mà... Hợp tác làm được. Đấy, đặc biệt chúng ta hãy bật follow nha. Các bạn hãy bật follow lên. Các bạn đã bật follow chưa ạ? Nhiều bạn ấn follow luôn. Xong rồi mọi người ấn follow. Mọi người hãy bật follow lên để người khác có thể theo dõi các bạn. Em chào chị Phương Thúy nha. Chào chị Phương Thúy nha. Mọi người có nhu cầu làm spa thì qua spa của chị Phương Thúy nha. Chúng ta... Đấy, bước tiếp theo là chúng ta sẽ để người theo dõi bật follow nha. Chúng ta sẽ bật follow lên. Và bên dưới cái phần chỉnh sửa chi tiết đấy, chúng ta sẽ có một cái là để chín cái ảnh đại diện đấy, chín cái ảnh chi tiết đấy. Chín ảnh chi tiết đấy thì các bạn hãy để về ảnh về sản phẩm này, ảnh về những cái bức ảnh nào thật đẹp ấy thì các bạn để lên. Ảnh về sản phẩm, ảnh về đội nhóm của các bạn, ảnh về cuộc đời, gia đình của các bạn. Những cái ảnh nào mà các bạn cảm thấy là những cái ảnh đấy là thực sự là những cái ảnh ý nghĩa thì các bạn hãy treo lên những cái ảnh chi tiết đấy, và chỗ đấy tối đa là được 9 ảnh thì các bạn có thể để được 9 cái bức ảnh đó. Tiếp theo là về phần đăng bài. Đăng bài thì mình đã nói rồi, Facebook bây giờ càng ngày càng khắt khe. Facebook bây giờ càng ngày càng khắt khe và giảm tải tương tác rất là nhiều. Đặc biệt là những mẹ bán hàng online là những người mất tương tác nhiều nhất, là những người mất tương tác nhiều nhất, và đôi khi là các bạn không có lấy nổi một cái tương tác luôn. Đó, thì cái việc rằng là bây giờ em khuyên mọi người là hãy dừng ngay việc đăng bài bán hàng lại. Thay vào đó, mọi người hãy đăng những bài liên quan đến vấn đề về cuộc sống, về gia đình của các bạn, về con cái, về tất cả những cái vấn đề gì đấy của các bạn. Trừ những cái thứ mà tiêu cực quá thì các bạn không nên đăng. Hay Facebook của chúng ta là một ngôi nhà, và để ngôi nhà của nó đẹp thì chúng ta không có nên cãi nhau và đánh nhau trong đó nha. Không nên đánh nhau trong đó nha. Hãy xây dựng một trang cá nhân. Hãy xây dựng một trang cá nhân trên Facebook tràn ngập yêu thương và năng lượng tích cực. Facebook là ảo nhưng chúng ta bán hàng và chúng ta kiếm tiền là thật. Và chúng ta dừng ngay việc đăng bài bán hàng, dừng ngay việc hiếp dâm thị giác của khách hàng. Hãy dừng ngay những việc hiếp dâm thị giác của khách hàng nha các bạn. Chúng ta có thể thay vào đó là chúng ta có thể đăng là về feedback này, về những cái phản hồi của khách hàng này, về những video giới thiệu sản phẩm đó, về những cái mà thắc mắc của các bạn về xã hội đấy, rồi là chúng ta có thể đăng về ở những buổi mà chúng ta ăn chơi, hay là những hôm mà chúng ta đi đội nhóm, chúng ta đi học, chúng ta hãy đăng lên. Bởi vì hay là những gì mà bạn phải thường xuyên mà xuất hiện ở đám đông. Khi mà các bạn thường xuyên xuất hiện ở đám đông thì năng lượng của bạn rất là cao, và các bạn rất là tự tin đứng trước đám đông đấy. Như ngày xưa thì mình chơi Facebook ấy thì không ai biết mặt mình là ai luôn, bởi vì mình chỉ lên Facebook để lướt web, lướt bảng tin thôi. Mình cũng chẳng có bao giờ tương tác với bạn bè, bởi vì mình rất là ngại khi mà bạn bè của mình bảo mình cũng chơi Facebook đấy. Mình rất là ngại, và bây giờ mình nghiện chơi Facebook luôn. Thực ra mình cũng không nghiện một cái Facebook mà mình còn bán hàng trên các trang thương mại điện tử. Ở Facebook thì chúng ta chỉ nên tập trung vào 35%, 45% thì chúng ta sẽ 35% là chúng ta sẽ tập trung vào các trang thương mại điện tử, và 30% thì chúng ta sẽ tập trung vào kênh offline đấy. Như anh tập trung vào kênh offline nhiều hơn. Và cái kênh Facebook của anh ấy thì chủ yếu là để đào tạo. Kênh Facebook chủ yếu là đào tạo, bởi vì trên chúng ta bán lẻ trên Facebook sẽ không thể hiệu quả, không thể nhanh bằng bán lẻ trên profile ấy. Nó sẽ không nhanh bằng việc các bạn chạy Facebook ads, chạy quảng cáo ấy. Các bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ ra lượng đơn nó cao hơn là các bạn bán trên trang cá nhân. Còn đối với các bạn mà đang muốn là kiếm từ 3 đến 5 triệu một tháng ấy, thì các bạn bán trên trang cá nhân thì rất là vô tư,
rất là bình thường, bởi vì một ngày các bạn có thể bán được đến 2-3 đơn lẻ. Và nếu như bạn nào mà một ngày chưa bán được 2-3 đơn lẻ thì các bạn hãy nhanh tay inbox cho Oanh nhé, bởi vì là các bạn đang có một vấn đề rất là lớn cần phải được giải quyết. Bởi vì Oanh đã từng là một chuyên gia bán lẻ đấy. Oanh bán lẻ một tháng Oanh bán lẻ lời đến 10 triệu luôn. Ngày trước Oanh bán lẻ rất là đỉnh, nhưng mà dạo này mình tập trung vào đào tạo đội nhóm nhiều hơn. Mình tập trung đào tạo đội nhóm nhiều hơn và mình đang xây dựng cho đội nhóm của mình một cái văn hóa đội nhóm. Mình đang xây dựng cho đội nhóm của mình một cái văn hóa đội nhóm. Và nó đang trên cái giai đoạn, đang trên cái đà là nó đang hoàn thành. Và chắc chắn rằng là không lâu nữa đâu, đội nhóm của mình sẽ cảm ơn mình ầm ầm luôn. Đấy. Mình đang đào tạo cho các bạn về cách viết content, xây dựng profile trên cả trang cá nhân ấy, thì tất cả các bạn là thành viên đội nhóm của mình, các bạn đã xây dựng rất là ok. Đấy. Còn chắc chắn rằng là đội nhóm của mình trong một ngày gần đây nhất, mọi người sẽ phải viết bài ầm ầm trên trang cá nhân của mình về lời cảm ơn của mình. Bởi vì mình đi họp rất là nhiều, mình đi họp mình gặp đại lý rất là nhiều. Mình thực ra nói chuyện trên Facebook ấy thì nó cũng không được thực tế cho lắm. Nói chuyện trên Facebook thì nó sẽ không năng lượng, nó sẽ không dồi dào. Và việc kiến thức mình cho đi ấy, các bạn cũng không có đủ tập trung để các bạn ngồi lắng nghe mình. Nhưng khi mà chúng ta ngồi lại với nhau một ngày, thì nó có rất là nhiều ý tưởng. Và chắc chắn rằng các bạn đã từng ngại livestream như mình cũng có thể livestream một cách tự tin. Và những bạn ngại tiếp thị thị trường như mình ngày trước, các bạn cũng có thể tự tin tiếp thị thị trường mà tiếp thị khéo luôn. Mình hướng dẫn các bạn tiếp thị khéo nhất đến khách hàng. Không phải là chúng ta gặp khách hàng chỗ nào, cô ơi cô mua túi nọc cho cháu đi, hay cô ơi cô mua mầm đậu lành cho cháu đi, hay cô mua sữa nghệ cho cháu đi, hay là cô đang bị đau dạ dày đúng không, cô uống sữa nghệ đi. Đấy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn tiếp cận khách hàng khéo nhất để đi vào lòng khách hàng nhất. Một ngày các bạn bán 2 đơn lẻ, 3 đơn lẻ là bình thường, và thấp nhất là mình có thể hướng dẫn các bạn thấp nhất một ngày các bạn đi 2 đơn lẻ. Bởi vì mình cam kết được việc này, bởi vì mình đã giúp đỡ được cho rất là nhiều người. Rất là nhiều người, cả những người không phải trong hệ thống của mình. Mọi người cũng có thể đi được 2 đến 3 đơn lẻ bình thường. Và bây giờ mọi người dù là không làm cùng với mình trong lĩnh vực online, nhưng mọi người đang làm với mình trong những lĩnh vực khác, bởi vì mình làm rất là nhiều lĩnh vực. Các bạn có thể không bán mặt hàng của mình, nhưng các bạn chắc chắn vẫn sẽ bị mình hút về một cái lĩnh vực nào đó của mình. Đấy, mình cam kết với mọi người, bởi vì trong mình là mình thực ra là mình kinh doanh đã 2 năm nay rồi. Mình kinh doanh đã 2 năm nay rồi và tất cả các mẹo live stream, mặc dù bây giờ mình live stream không nhiều người xem đâu đúng không, nhưng lượt xem lại cũng sẽ rất là đông, bởi vì mình vẫn có cách của mình. Và cái tiếp theo nữa đó là mình có những cái mẹo, nếu như các bạn có 2 máy, có 2 điện thoại, hoặc các bạn có nhiều link phụ, mình có thể hướng dẫn các bạn live stream 1000 like luôn. Mình có thể hướng dẫn các bạn live stream 1000 like luôn. Mình không nói phép nha, bởi vì thực ra là mình không muốn dùng mẹo. Mình không muốn dùng những cái mẹo live stream đó, bởi vì là nó cũng thúc đẩy doanh số đấy. Nhưng mà mình vẫn bị một chỗ đó là mình không thích làm ảo. Mình làm là mình phải làm thật, kể cả hàng của mình đi nhiều hay ít mình cũng làm thật luôn. Mình không thích làm ảo và mình tuyệt đối không làm ảo. Đấy. Dù đương nhiên là bán hàng online nhiều bạn ấy, các bạn mới bán thì các bạn sẽ không có lượng hàng đi nhiều như mình. Thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm đơn ảo và các bạn cũng sẽ phải làm hàng ảo. Nhưng mà đối với mình ấy, hàng nhà mình rất là nhiều. Và thực sự thì mình hàng nhà mình rất là nhiều và thực sự thì mình không cần phải làm ảo. Đấy, hàng nhà mình đây. Hàng nhà mình nguyên một kho luôn. Và thực sự thì mình không cần phải làm ảo. Thực sự thì mình không cần phải làm ảo hàng. Đấy, ngày nào nhà mình cũng đi 1-2 thùng là bình thường. Các bạn đại lý của mình ấy, ngày trước các bạn ấy bán rất là nhiều loại, như là loại cao, rồi loại sa phông, rồi là mỹ phẩm, rồi là thực phẩm chức năng. Nói chung các bạn cũng bán nhiều lắm. Các bạn bán tăm cân, giảm cân, rồi các bạn bán nước hoa rất là nhiều. Các bạn đại lý nhà mình ngày trước các bạn cũng bán nhiều thứ như vậy. Và khi các bạn đến với mình ấy, thì là các bạn đang trong tình trạng là các bạn không bán được hàng. Và các bạn nhập 50 hộp về, hoặc là 50 sản phẩm về, hoặc có những bạn nhỏ thôi nhập 10 sản phẩm về, nhưng các bạn bán một tháng có chết 10 sản phẩm. Thì cũng mình cũng chỉ là tương tác qua lại với các bạn thôi. Nhưng mà các bạn ấn tượng thì các bạn nhắn tin và mình giúp đỡ các bạn, các bạn bán hết được, đẩy được hết những cái hàng tồn ấy đi. Thì là tự dưng là các bạn về các bạn làm với mình. Và các bạn nhiều khi các bạn ấy còn bảo là các bạn muốn làm với mình. Rồi là nói chuyện một hôm một hồi các bạn ấy hỏi là mình bán cái gì. Đó, mình bán cái gì?
tức là mình có một đội ngũ, tức là mình có một số những đồng đội, mình có những cái bạn, các bạn đồng đội ấy, tức là các bạn ấy không cần biết là mình bán cái gì, các bạn ấy chỉ cần mình bán là các bạn ấy sẽ theo. Đương nhiên là cái số lượng đó sẽ không đông, nó chỉ khoảng 7 người, 8 người thôi. Nhưng mà như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì là mình có đến những 8 đồng đội, 8 đồng đội rất là trung thành. Và điều đó rất là tuyệt vời. Và điều đó mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Nên là các bạn à, các bạn hãy đăng, các bạn đăng ký kênh online ấy, thì các bạn hãy đăng vào những cái khung giờ mà được Facebook đánh giá là có nhiều lượng người online đông nhất, đó là từ tầm 7 giờ đến 8 giờ. Ở buổi trưa là từ 11 giờ đến 13 giờ. Buổi chiều đó là từ 19 giờ đến 20 19 giờ đến 20 giờ 30 phút. Và từ 21 giờ trở đi thì là dành cho cú đêm. Và đó là những cái thời gian mà mọi người online đông nhất. Đối với các bạn mà bán mặt hàng ăn uống ấy, thì các bạn không nên đăng vào những cái thời điểm mà đêm tối, mà các bạn hãy đăng vào cái thời điểm nào mà khách hàng đói nhất cho mình. Đối với các bạn đang bán đồ ăn food ấy, các bạn đang bán food thì các bạn lên là bán vào những cái thời điểm mà khách hàng đói, bởi vì đói thì mới có thể kích thích ăn uống. Mặt hàng của các bạn là mặt hàng ăn uống mà, đúng không? Và cái thứ hai là như mầm đậu nành của mình ấy, thì các bạn biết đăng vào thời điểm nào ạ? Những thời điểm mình đã nêu ấy, thì đó là những cái thời điểm mà khách hàng, tỷ lệ khách hàng online đông nhất. Nhưng mà để làm sao mà các bạn đi vào lòng người, đó chính là những cái trải nghiệm, đó chính là những trải nghiệm từ sản phẩm, chứ không phải là bài đăng. Bởi vì là thực ra những cái sản phẩm ấy mà khách hàng đã quan tâm ấy, thì họ cũng sẽ tìm hiểu trên Google, họ sẽ search trên Google, thì họ sẽ biết được là vì sao phải dùng cái sản phẩm đó, và cái sản phẩm đó là sản phẩm gì. Đó, thì khách hàng của họ cũng dạo bây giờ họ cũng rất là tinh ý. Nên là các bạn hãy cho khách hàng biết là lý do tại sao khách hàng nên dùng cái sản phẩm này. Và những cái phản hồi tích cực, đó là những cái trải nghiệm, đó là những cái trải nghiệm thực tế. Và các bạn nên sử dụng feedback từ người thứ ba. Các bạn nên sử dụng cái feedback từ người thứ ba, bởi vì người thứ ba là người kết nối giữa người bán hàng và người mua hàng. Và người bán hàng sẽ là người đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng. Và đương nhiên là những người kết nối thì chúng ta là những người rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta mang giá trị giúp cho một người thứ ba. Chúng ta đem đến giá trị cho một người thứ ba, một người đang gặp rất là nhiều vấn đề. Một người đang là gặp rất là nhiều vấn đề. Và khi mà khách hàng từ là người thứ ba, họ giải quyết được những vấn đề đó, thì họ sẽ cảm ơn. Họ sẽ cảm ơn, và các bạn là những người đã mang ơn đến cho người khác. Và anh học được một cái điều vô cùng quan trọng, đó là đỉnh cao của hạnh phúc, đó chính là lòng biết ơn. Nên là dù cho là các bạn có nhận được giá trị từ những ai đó, không phải là những người mà trực tiếp đem lại giá trị cho các bạn, thì các bạn cũng vẫn nên cảm ơn người ta. Và chúng ta nên cảm ơn cái cuộc đời này đã cho chúng ta một ngày mới để yêu thương, đã cho chúng ta một ngày mới để còn yêu thương. Bởi vì chúng ta còn sống là chúng ta còn có thể được yêu thương, chúng ta còn sống là còn lao động, và chúng ta còn sống là chúng ta còn phải yêu thương chính bản thân mình. Khi mà các bạn yêu thương bản thân mình thì các bạn sẽ có thể yêu thương được những người khác. Chúng ta không thể yêu thương người khác khi mà bản thân chúng ta không yêu thương được, đúng không ạ? Đó, nên là các bạn nếu mà vẫn còn nhiều vấn đề mà chưa hiểu về việc xây dựng về profile trên trang cá nhân, thì các bạn hãy inbox cho anh. Các bạn hãy inbox cho anh thì anh sẽ hỗ trợ các bạn. Không cần các bạn phải bán hàng của mình. Không cần các bạn phải bán hàng của mình, bởi vì mình đang hoàn thành cái sứ mệnh của mình, đó là người chia sẻ. Và mình sẽ tiếp tục đào tạo các bạn về viết content. Viết content mà các bạn trở thành một phủ thì content giống như content của mình bây giờ. Thực ra là mình kinh doanh online 2 năm nay rồi, nhưng mà chẳng bao giờ mình đi copy về mình đăng cả. Bởi vì copy nó giảm lượng tương tác rất là lớn. Và mình cũng rất là ít khi mình đi copy ảnh trên Facebook về luôn. Ảnh thì mình sẽ ảnh chụp thật. Ảnh mình chụp thật. Và tất cả các ảnh của mình đều phải có mặt mình. Đó, bởi vì mình đang bán thân mà. Mình đang bán uy tín, mình đang bán thương hiệu của mình trên Facebook. Mình đang bán bộ mặt của mình trên Facebook. Nên là hình ảnh của mình xuất hiện trên Facebook thường xuyên, với những năng lượng rất là tích cực. Và mình có chia sẻ với các bạn rất là nhiều điều. Mà thực ra những cái điều này là các bạn có khả năng các bạn phải đi học mất tiền, và bản thân mình cũng phải đi học mất tiền. Đương nhiên là mình không mất đến vài trăm triệu, nhưng mà mình đã bỏ ra thời gian 2 năm kinh nghiệm để mình đúc kết lại những cái kinh nghiệm mà mình đã có được trong cái thời gian mình còn kinh doanh online. Và mình có rất là nhiều mẹo từ những người thành công người ta đã làm.
làm gì làm chúng ta phải có một những cái mẹo nhỏ để chúng ta là cái con đường ngắn nhất để chúng ta đi đến cái thành công. Rồi bây giờ thì đến giờ mình đi học yoga, mình đi yoga thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào trong live stream tiếp theo nha. Bạn nào bạn sau mà cảm thấy cái live stream này ý nghĩa và có những cái bạn nào đang mới chấm kinh doanh online thì các bạn có thể chia sẻ về tưởng của mình và để các bạn thường xuyên tương tác với Oanh Oanh. Các bạn thắc mắc thì các bạn hãy inbox riêng cho mình, bởi vì nhiều khi là các bạn comment ấy, mình trả lời inbox nhiều quá là mình không có thời gian mình comment hay không, mình không có thời gian trả lời những cái comment nhiều nhiều ấy, thì các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.